ta đọc quỳ xuống quỳ hơn.
Chỉ tâm ma đành na lệ và Đức Hồng Giả A Di Đà Phật để nguyện nương nhờ
hai lệnh của Đức Phật A Di Đà, đại nguyện của Đức Phật A Di Đà mà hiện thân Phật quan tiếp dẫn hương linh và sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Đó là giai đoạn trung ẩm lâm chung, và giai đoạn trung ẩm lâm chung này tùy vào nghiệp lực và cơ duyên của người, của mỗi người khác nhau mà hợp thức xuất ra, không ai giống ai, từ 8 tiếng cho đến 20 mấy tiếng tùy vào căn cơ của mọi người. Và khi hợp thức thoát ra khỏi hạnh, ra hết thân xác, để đại thân xác là hoàn toàn từ đầu tới chân, thì sẽ kết thúc giai đoạn trung ẩm lâm chung để bước qua giai đoạn trung ẩm pháp tính. Và giai đoạn trung ẩm pháp tính chính là hôm nay, là từ thập thứ hai của hương linh. Và giai đoạn trung ẩm pháp tính này sẽ diễn ra được 7 từ thập, tức là 7 năm 35 ngày, rồi sẽ kết thúc và bước qua giai đoạn trung ẩm đầu thai. Ở giai đoạn trung ẩm đầu thai sẽ diễn ra 14 ngày, rồi sẽ kết thúc. Như vậy, giai đoạn trung ẩm pháp tính và trung ẩm đầu thai, tức là 35 cộng giữa 14, tức là 49 ngày. Và người đời gọi đây là 49 ngày thăm trung ẩm. Kính thưa hương linh, mời phương chư Phật ba đời Di Đà để giúp chẳng rời quần sanh. Được gọi A Di Đà còn gọi là vô lượng thọ, vô lượng quan và vô lượng công đức. Hào quang và ánh sáng của Đức Phật A Di Đà là hào quang ánh sáng chiếu mạnh nhất, xa nhất trong mười phương Phật giới. Giữa chiếu hậu xuất địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh, A-tu-la, trên chiếu đỉnh nhân, thiên, thinh văn, viên giác, Bồ-Tát và thể dưới của chư Phật. Và hào quang ánh sáng của Đức Phật A-di-đà, đó chính là màu vàng, sáng chói, rực rỡ. Vậy là ở đây, trong lúc đại chúng cùng nhau Phật già chí hạnh xuất niệm và đức hồng danh A-di-đà Phật, nếu trong lúc này hướng linh nương vào đại chúng an trú câu Phật hiệu nơi tâm, phương bờ vạn duyên một già chí hạnh xuất niệm và đức hồng danh A-di-đà Phật, thì Đức Phật A-di-đà cùng với Đức Quan Thế Âm, Đức Đại Thế Chi cùng chư đại thánh chúng sẽ hiện thân Phật quan tiếp dẫn hương linh dạng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Hương linh hãy nhớ ánh sáng quang minh của Đức Phật A Di Đà, đó chính là ánh sáng màu vàng sáng chói rực rỡ. Khi hương linh thấy ánh sáng quang minh của Đức Phật A Di Đà bỗng chiếu xuống, hương linh hãy chắp tay lại và phát nguyện rằng: đệ tử con pháp danh là Trí Hiện, con xin nguyện đời đời kiếp kiếp quy Phật, con xin nguyện đời đời kiếp kiếp quy Phật, con xin nguyện đời đời kiếp kiếp quy tăng, con xin nguyện đời đời kiếp kiếp quy dưới Phật A Di Đà, con nguyện quy vào ánh sáng quang minh của Phật A Di Đà, con nguyện được vạn sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Và hướng lên khởi lòng chỉ hành chỉ kinh xin niệm dạng được học danh A Di Đà Phật cùng với đại chúng, thì hướng lên sẽ được Đức Phật A Di Đà học quan nhiếp độ dạng sanh giải thoát ngay trong lúc này. Nam mô A Di Đà Phật. Và giờ này bắt đầu bước vào thời khóa công phu niệm Phật A Di Đà. Một lần nữa con xin cung hình hương linh đầu phát tinh pháp danh Trí Hiện, hưởng thọ 91 tuổi, mặt ngày 14 tháng 7 năm Quý Mão. Hải vô bỏ dạng viên cùng với đại chúng một già chí hạnh xưng niệm dạng thực hồng danh A Di Đà Phật quyền vạn sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Vì Đức Phật A Di Đà có phát nguyện rằng nếu chúng sanh nào chí tâm xưng, chí tâm tinh tơ xưng danh hiệu ta, một niệm tới 10 niệm quyền vạn sanh về cõi nước ta, nếu ta không hiện thân tiếp dẫn ta về không thành Phật,
Đó là Đức Phật A Di Đà nói về giai đoạn trung ẩm lâm chung, đồng thời cũng là giai đoạn trung ẩm pháp tính và giai đoạn trung ẩm đầu thai. Vậy nếu giai đoạn trung ẩm lâm chung Phương Linh chưa được vãng sanh vì một chướng ngại vì đó, thì giờ này cũng là còn cơ hội để Phương Linh buông bỏ dạng duyên, niệm Phật nhất tâm bất loạn, một niệm tịch mười niệm quyền vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, thì Phương Linh sẽ nương nhờ được tha lực của Đức Phật A Di Đà, nhờ được đại nguyện Đức Phật A Di Đà mà thọ quan tiếp dẫn Phương Linh vãng sanh giải thoát ngay trong lúc này. Nam mô A Di Đà Phật. Đức từ bi tiếp độ Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Hồng danh A Di Đà Phật.
xin cho đệ tử chúng con hành tâm quyền đem công đức niệm Phật này hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Phật tịnh độ. Xin hồi hướng nhân tình hát thứ hai của hương linh Phật tử độ văn tân pháp danh trí hiền hưởng họ 91 tuổi mắt ngày 14 tháng 7 năm Quý Mão cập hồi hướng đến cho chư vị quan gia trai chủ cùng cố quyền hát tổ của hương linh quyền nương nhờ cộng đức niệm Phật này mà chư vị hương linh sớm ba mê khai ngộ buông xả được vạn duyên một giả chí hành xứng niệm vạn đức hồng danh A Di Đà Phật sớm nhận ra được ánh sáng quang minh của đức Phật A Di Đà phát khởi được lòng hành kịch quyền quy Phật quy pháp quy tăng quyền quy vào ánh sáng quang minh của đức Phật A Di Đà quyền vàng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc hữu nguyện xin hồi hướng công đức lành này đến cho chư vị hương linh phong linh hương linh thai nhi và đặng đặng chư hương linh anh hùng chiến sĩ vĩ quốc dông thân đồng bào tử nạn hợp dị lỗi cô hồn chúng sanh ngộ sát quyền cho hương linh tóc xà mê độ siêu sinh tịnh độ phổ quyền siêu dương hơi pháp giới chúng sanh đồng sách về tịnh ta độ hoa na ma mâu A Di Đà Phật từ quý Phật sinh nguyện chúng sanh hãy theo đạo cả phát lòng vô hưởng từ quý pháp ma sinh na quyển chúng sanh không rõ tình tạng tự quy tâm sinh nguyện chúng sanh không ly đại chúng tất cả công đức quyền A Di Đà Phật Cực Lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Tây
Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Đại Lực Đại Hay Chí Bồ Tát, Phước Trí Nhị Nghiêm Thân Hành Tình Đại Hại Chúng Bồ Tát. A Di Đà Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Liên Trì Hải Nội Phật Bồ Tát, nhất thiết hiền hạnh chung chữ hưởng hiện nhân. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, xin mời người nhà lễ tạ ơn Tam Bảo ba lễ. Gia đình cảm niệm công đức của tất cả quý huynh đệ gần xa, tất cả hết không quản ngại đường xá xa xôi đã về đây cùng với gia đình Diệu Tánh để niệm Phật A Di Đà để mà hồi hướng công đức từ tháp thứ hai của ba của Diệu Tánh. Thì Diệu Tánh không biết nói gì hơn, cầu chúc cho tất cả quý huynh đệ sau khi bỏ báo thân này tất cả làm được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc quá. Giờ mời tất cả huynh đệ mình ra bàn để cùng dùng tiểu Phật với gia đình nha. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính lạy Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Kính lạy Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Trong thế giới mười phương của chư Phật, chỉ có Đức Phật A Di Đà, phát ra những lời đại nguyện, với tình thương yêu vô lượng vô biên, luôn che chở và cứu độ tất cả chúng sanh, được biết họ nên biết bạn
sáu phương Như Lai chuyên xưng danh hiệu đến Tây Phương, chuyên xưng danh hiệu đến Tây Phương, đến đó hoa nở nghe diệu pháp, đến đó hoa nở nghe diệu pháp, quyền hành thập địa tự nhiên hành, quyền hành thập địa tự nhiên hành. Thank you.